Chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở chỗ Viettel. Hôm nay mình gửi cái khuôn chậu cho khách hàng trên Đắk Lắk. Khách hàng trên Đắk Lắk đặt mình một cái bộ khuôn mà theo cái thông số như sau. Thông số trên màn hình như mọi người thấy đó, đó là cái miệng thủ bì á là 58, lọt lòng là 50, chiều cao là 28, bề dày của cái thành là 2 cm và cái tay lò ra ngoài là 2 cm. Thì đế gọi là ở phần phía dưới cái chậu này mọi người, cái đế là 4 cm. Thì bây giờ mình đo lại lần cuối để cho khách hàng xem và gửi cho khách hàng. Mời mọi người theo dõi cái thông số. Dạ chưa được anh, chưa được. Ừ, hai quá, chưa. Quay quay cái cạnh này, quay thêm số số ký rồi. Dạ. Đúng 20kg luôn. Dạ, đúng 20kg. Ai đâu đi đâu á. Bộ hôm nay, bằng chiếc ly, tao nhát mí, tao chào mí. Ly tao là ly nó đang tầm vậy nè. Lo cho con bộ. Tí nữa đó, cái anh là to á. Cái em mà mày cầm cái thế chủ bất thức á, được không? Gái là phải đẹp đó, cái sao quay đó thì chồng đẹp chú. Phun đây là cái thủ bì 58 nè, thủ bì 58 nè. Đây, khuôn bì 58 nè. Dạ, à, khuôn đúc chảo anh. Khuôn chảo. Cái này chiều cao là 28. Cái thước bành này. Thước bành 2 cm nè. Cái thành đây cũng là 2 cm này. Từ đây ra đây là 4 cm này. Nói chung là lần tay ra thành ra nó tương đối, nó không có được chính xác tuyệt đối. Đây cũng 4 cm. Rồi giờ không có đây nữa. Cái bề đây là 4 cm. Em quay đúng 4 cm không? Đúng 4 cm. 4 cm. Ok. Còn thông số nào nữa ta? Còn cái này nè. Cắt tủ rồi đó. Bấm tắt cái cạnh. Bấm như đây đúng không? Em cầm giúp anh. Cái đây là gồm một ruột này, một vỏ này, với cái nắp như này. Rồi, cậu lại giúp anh với. Tí vậy. Nặng quá, nặng luôn á. 20kg đúng không? 20kg. Xin lên một phen. Rồi.
Ok. À, xong rồi đó, cảm ơn em. Ừ, nặng không? Mở ra anh coi thử. Có nhiêu ký? 20 luôn. Mở ra kiểm tra, tại vì trong này nó có hai cái khung trong này nè. Khi giao thì giao đủ, sợ khi nhận thiếu nữa, chết luôn á. À, không phải em có đang cái này. Anh này, đây là nó có cái khung... Khung này là khung mini. Có cái miếng như này, này. Đó. Rồi à, con cái đắp cũng là đó. Đắp đi dày đúng không? Rồi rồi, ok. Hai chục ký. Ghê thật. Cái bộ này là phủ mì năm mấy đó, quay mất tiêu rồi. Ừ. Đâu đâu. Em cắt ra cho tí dễ. Đó rồi được rồi. Em mở cái kia giúp anh. Nắp một vỏ một ruột cho cái mẫu này nó lạ này. À, ông này ông ưng lầm bằng luôn cho ổng nè. Rồi rồi ok, đã được rồi. Rồi mấy ký? 6 ký. Bỏ này. Cái này đi Bà Rịa Vũng Tàu nè, cái này đi Bình Định. À. Nằm với nhau hả? À. Ok. Làm thủ tục cho nó đi, cái đi Đồng Tháp. Đồng Tháp là qua Campuchia nè. Cái đi Bà Rịa.